Adam Levine. Thank you, thank you. Cảm ơn các bạn trong ban nhạc rất là nhiều. Quá là cháy. Lâu lắm rồi mới thấy khả năng đu cháy như vậy đúng không? Ờ, đỉnh dữ. Vâng ạ. Khoan, khoan cho anh hỏi thăm chút xíu chị Miu. Chị Miu, cái gì mà tự nhiên chị tranh giành với em cái bản Ngạc Nhiên Chưa này vậy chị? Lần đầu tiên chị đến với chương trình, chị chưa biết bạn này ở những tập trước mà chị dành cái Ngạc Nhiên Chưa chứ. Trời ơi, thì bởi vì tôi biết Ngạc Nhiên, nếu mà tôi biết rồi tôi ngạc nhiên mừng chi. Trời đất ơi, chị em phải giữ cái bản Ngạc Nhiên Chưa. Giật động lấy cái đó mất rồi, thấy cái nào màu hồng cầm đại vậy thôi chứ bắt đầu là lấy cái này. Ngạc nhiên hả? Ngạc nhiên về độ tinh xảo. You say I'm a kid, my ego is big, I don't give a shh. Wow. À, và để làm chủ tiết tấu đó cộng với cả yếu tố biểu diễn và sự duyên dáng mà người ta vẫn nhìn thấy trên sân khấu khi mà my ego is big, I don't give a shh, thì lúc đó đối với Miu đó là ngạc nhiên chưa. Ngạc nhiên ở khả năng thể hiện, ngạc nhiên ở khả năng quan sát và ngạc nhiên với cái giọng giả thanh đó và làm chủ được hết tất cả mọi thứ. À, ngạc nhiên chưa, tết đó tôi cũng dành nữa hả? Chị Miu quyết tâm là dành cho bằng được. Thực tế anh Đại Nghĩa, ngoài cái cảm xúc ngạc nhiên chưa thì nó còn những cái cảm xúc nào khác bao hàm không ạ? Đáng yêu quá ta. Tương tác với khán giả đúng y như điều mà mỗi khi mà con Love Maroon 5 xuất hiện trên sân khấu, tất cả rìa sân khấu đều bị nấu đến một độ sôi 100 độ C. Chị, nhưng mà cho em hỏi thăm, cái lúc mà Maroon 5 diễn á chị, có ai mà đập đầu giống chị vậy không? Bạn em đang định hỏi cái cảm xúc ở đó. Thì em coi biết được hàng của Maroon 5 khi mà xem trực tiếp anh ấy diễn ngoài sân khấu thì như thế nào thì... Chỉ có một điểm trừ, có cái điểm trừ. Trừ gì chị? Không có cái đoạn cởi áo hả?
Nhưng mà hồi nãy bạn đến gần chị Miu thì cái lúc đó chị Miu cảm xúc như thế nào mà em thấy chị Miu đập đầu nhiều như vậy? Như một fan girl rẻ tiền. Lúc đó bạn biến tôi thành một fan girl rẻ tiền, tôi không cần biết gì hết, tôi có cảm giác như là tôi đang được tiếp cận bởi ngôi sao của mình. Và bạn biết rồi, mấy bạn fan là không biết làm gì, không biết ăn làm sao, nói làm sao á, không biết xử lý động tác mình như thế nào á. Và bạn cho tôi được cái lúng túng đó, cái phấn khích đó. Yeah, đã quá, tốt quá, đáng yêu quá tờ. Cảm ơn giám khảo Jack Miu rất là nhiều ạ. Vâng, xin mời giám khảo Mỹ Linh. Tức là tôi nói thật đấy, mà là mắt tôi đã thuộc dạng to rồi mà hôm nay là nó to hết cỡ luôn. Yeah. Không thể ngờ được mà đây lại là anh Hải đang đu. Thiệt á. Xuất sắc luôn, năm dấu sắc, không thể ngờ được hôm nay lột sắc. Ngay cả về hóa trang, nhân dáng, hóa trang, rồi cái cách mà bạn đi nghiên cứu từng động tác một, mix hai bài hát vào nhau. Ê, đó, cái đó. À đâu là cái đó. Anh thấy rằng ở Hải Đăng là có một cái gương mặt mà khi hóa thân thành nhân vật nào mình cũng thấy có cái nét giống hết. Nhưng mà đến cái tuần này thì ngoài cái lợi thế đó ra thì em đã cho mọi người thấy rằng là cái khả năng để hóa thân thành một nhân vật khác từ cái giọng hát, từ cái phong cách nó hoàn hảo hơn so với những tuần trước. Thật ra để bắt chước thành cái anh chàng Adam Levine này thì không phải dễ. Bởi vì anh ấy chuyên hát cái giọng mái, giọng giả thanh là một cái điều rất khó rồi mà em cũng làm được. Và cái quan trọng hơn hết ở cái anh chàng này đó là cái gì? Cái sự sexy, cái sự quyến rũ, nó cuốn hút những người xung quanh. Thì đó là một cái cuộc lột xác ngoạn mục của em. Đúng là người ta hay nói đó, trở lại và lợi hại hơn xưa. Đây là một cái tiết mục anh nghĩ là thành công nhất của em suốt từ đầu đến tận bây giờ nha. Chúc mừng Hải Đăng. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn bạn giám khảo. Và một lần nữa xin chúc mừng Hải Đăng Đu. Xin mời bạn.